Dạ, Thái xin kính chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Thái xin chúc quý ông bà, cô chú, anh chị cùng các bạn là thật nhiều sức khỏe. Chúng ta cùng nhau vượt qua đại dịch nha. Thì hôm nay là Thái tiếp tục là đi làm công việc của Thái. Thì hôm nay thì có 150 kg khô. Hôm nay thì mình đi lấy nha. Thì cái phần quà này thì gửi cho là bà con ở trên Sài Gòn là 300 phần. 0911 629 667. Rồi, ok. Rồi thì bây giờ là mình chuẩn bị là mình lấy khô, anh đem về là mình chia ra nghe cô chú, chia ra thành 300 phần quà thì 150 kg khô cá lù đù. Chia ra là 300 phần quà để cho bà con. Đi vô được không? Dạ dạ đúng rồi. Đây là 4 thùng khô nha. Khô này là khô cá lù đù, nghe cô nói là khô này nó rất là ngon. Làm quay khiên luôn hả? Có lý nha. Nguyễn Nhật Thái. Thái. Thùng này không có quay ha. Thì cái phần quà hôm nay thì cái phần này nè nó trị giá là 80.500.000 nghe cô chú anh chị, là được anh Quảng Bình là ở Mỹ là hỗ trợ cho bà con Sài Gòn. Rồi cảm ơn anh ha. Thì cái chạy xe này là chạy xe Quê Nghĩa là Sài Gòn về Châu Phú là chạy xe cá dầu. Đó. Thì mình phải lên tới trên này mình lấy. Tại mình có xe này mình đi mới được nghe cô chú anh chị. Nếu như mà gỡ về mà mình không có chiếc xe này, xe hai bánh mình đi mình lấy cũng không được. Mình qua chốt kiểm dịch không có được. Dạ là cho nên đi lấy không được. Thì bây giờ là mình tiếp tục là mình sẽ hôm nay là mình sẽ đi mua luôn là cho chú Mười là 4.000 cái chai. Là để vô thuốc nam luôn nha cô chú anh chị. Thì hiện giờ đó là do cái tình hình dịch thì chú Mượn ngưng lỡ là một khoảng thời gian gần 3 tháng. Thì bà con người ta không có thuốc uống đó. Người ta có đề nghị chú Mượn làm lại. Thì chú Mượn làm cũng hạn chế là để cho bà con nào rất là cần thiết thì chú Mượn làm, chú Mượn hỗ trợ cho trước. Còn những bà con nào mà chưa cần đó, thì chú Mượn sẽ để lại sau nha cô chú anh chị. Thì bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đi với mình đi lấy chai cho chú Mượn luôn. Hôm nay nói chung ra là chiếc xe này là mình đi liên tục, lúc nào cũng đi hết. Thì một lần nữa cũng là xin cảm ơn là cô Huệ Hương đã hỗ trợ cái cặp giỏ này cho mình với chú Hải đi cho được an toàn nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ mà cô chú cùng đi với mình. Dạ, hiện giờ thì là mình đã tới cái chỗ là cơ sở sản xuất kinh doanh chai nhựa Gia Khánh nha cô chú, thuộc là Bình Long. Thì mình ghé đây mình sẽ mua là cho chú Mừng là 4.000 ve tặng là đựng thuốc nam. Tại vì đựng thuốc nam này á cô chú anh chị, mình phải dùng cái chai mới cho nó là có vệ sinh. Chứ cũng có một số người á, người ta cũng rửa chai đồ cho chú Mười á thì cũng có đựng, nhưng mà chú Mười đựng những cái phần thuốc mà nó như là nó ít có dơ hơn đó cô chú anh chị mới đựng cái đó. Còn thường thường á thì chú Mười đựng chai mới này để là gửi cho bà con không à. Một bịch đó là bao nhiêu chai? 200 chai hả? 200 chai là một bịch ha. Dạ. 20 bịch. 4.000 là 20 bịch. Rồi ok. Một chai này á là nó có cái giá là 550 đồng một chai nha cô chú. Dạ. Người ta ơi. Rồi không sao không sao không sao không sao, để giặt lật ngược lên. Ờ giặt lật ngược lên vậy đó chú. Rồi đặt ngược lên. Rồi đếm đi ra nhiêu thì đếm đi, không có gì đâu, mua đồ từ thiện mà. Dạ dạ đếm ở trong đi, đếm ở trong đi ngoài đây.
trời ơi. Hai bốn sáu tám tám trên xe đó, tám trên xe đó. Tám này là chín ra. Sao bọc làm gì gấp dữ vậy? Mời nè. Rồi dữ rồi. Mời càng banh nó càng gấp. Rồi chết rồi mốt ôi mốt. Chết rồi. Không chuyên nghiệp rồi. Gắn lên xíu nữa. Rồi ok rồi. Hết dài rồi. Băng chiều dài nó. Rồi được rồi, băng chiều ngắn sạc ra ok rồi. Này nó là loại đích không? 10. Không sao đâu. 20 cây là đủ hả? 20 cây là đủ. Đủ 20 rồi đó phải không? Đủ rồi ha. 1 12 14 15 đủ 16 17. Nắp đâu, nắp đâu? 20. À, lấy nắp nào. 20 chai 4.000 chai này là 2 triệu tư hả? Rồi đây em gỡ luôn cho chị 2 triệu tư nha. Rồi cảm ơn chị. Dạ. Rồi mình sẽ lấy nắp rồi mình sẽ tiếp tục là đi đem những cái phần này vô cho chú Mười luôn nha cô chú anh chị. Thì mà cô chú anh chị cùng đi với mình. Dạ, hiện giờ thì Thái đã có mặt tại nhà thuốc của chú Mười rồi nha. Thì bây giờ là bắt đầu là xuống những cái chai nhựa của chú Mười. Thì cái chai này thì mình cũng xin nhắc lại một lần nữa. Thì chú Mười là để là dùng để đựng thuốc nam. Chẳng hạn như cái bằng những cái bằng thuốc của chú Mười. Thuốc đau bao tử, thuốc viêm gan, thuốc dây cốc. Dây cốc thì nó chỉ là nhức mỏi nha cô chú anh chị. Đó thì bây giờ là chú Mười hiện là đang làm. Thuốc này làm hồi nào á chú Mười? Hồi 4 giờ. Làm hồi 4 giờ ha. Dạ. À, là bữa nay là từ ngày dịch tới giờ mình mới làm lại ngày đầu hay sao? Mới dẹp chọn làm mẻ đầu tiên nè. À, mẻ đầu tiên luôn đó ha. Dạ. À, thuốc này là thuốc gì? Đây là thuốc bao tử nghệ. À, mình làm bao tử nghệ trước ha. Dạ. À, bao tử nghệ bây giờ bà con rất là cần hay sao? Dạ, bây giờ chơi thuốc rồi giờ ta xin. Ta cô quá, ta cần quá bây giờ phải làm. À, phải làm ha mà dạ. Mình hết chai rồi phải không? Hết chai rồi. À, hết chai thì chú Mười lúc nãy có nhờ mình đi mua chai đó cô chú anh chị. Nó thì cái thuốc này thì ở trong đây là bao tử nghệ rồi mình sấy khô. Dạ sấy khô trộn mật ong. Trộn mật ong nữa ha. Dạ. Là cái nghệ này là cái nghệ nguyên chất của mình đó. Nghệ nguyên chất đó không phải nghệ cũ một lần đó. Từ rồi dịch bệnh tới giờ đâu có làm được đâu. Dạ. Mà tới bữa nay rồi mới đầu cô quá thổ nhiều quá rồi. Bây giờ mình phải làm. Dạ, rồi thì nãy chú Mười có nhờ dạ. Mua chai thì bây giờ xuống 4.000 chai đó chú Mười. Thì mình dạ, ra dạ. Mình xuống đi nha. Dạ. Dạ, dạ. Cái thuốc là sao à, luôn? Cái lò sấy này mình mới sửa lại luôn hả chú Mười? Dạ, mới sửa lại đó. Mà nứt nở rồi. Mới sửa lại nó bự nha. Bự mà nứt nở rồi. Nứt rồi nữa hả? Dạ. Dạ. Nứt rồi. Rồi bây giờ mình ra mình xuống chai ha. Dạ, xuống chai đi. Mỗi một cái mẻ này là mình sấy là bao nhiêu bao nhiêu tiếng? Cỡ tới cỡ 3 giờ là khô rồi. À, 3 giờ chiều nay ha. À, củ giác thêm mới nữa à. Là mình sấy hồi nào? Sấy hồi 4 giờ đó. 4 giờ sáng ha. Nhúng lửa rồi, bây giờ ngồi.
rồi 2-3 cây đi mốt cho mà không khá đi khá đi hả à? Ừ còn khỏe không hả cái bệnh đó đâu cầm một cầm đi chai á ừ rồi cái chai này có 2-3 kg chứ nhiều rồi 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 coi già mà làm cho cố để lên trên luôn hai cái được rồi chắc lên hả chắc lên rồi đỡ mình để nữa nữa thôi ở đâu mà thấy nghe đây các bạn thấy nghe nè đâu vô này đâu rồi các bạn ở phía đó đi để các bạn có nơi có chỗ được chứ thì cái chỗ này là cái kho của chú Mười nha đồ đạc gì thì chú Mười cũng làm thuốc đó, là chú Mười sẽ để ở đây thì những cái bao ở trên đó là có cô chú anh chị toàn bộ là thuốc nam hết trên đó là những cái phần thuốc mình đã phơi khô rồi mình chưa có xay thì đây là những cái chai thuốc nam của chú Mười đây thì hiện giờ ở bao tử người ta sử dụng rất là nhiều thì hết rồi thì này là dây cốc nha nó còn cái phần này là dây cốc mình còn dây cốc không hả chú Mười còn dây cốc hả mới lội còn bao nhiêu gan đó còn bao nhiêu gan đó à bên đây còn bao nhiêu gan nữa ha mới lú qua đó giờ tay giờ lú qua đó tất nhiên là thuốc đau bao tử là không đủ nha cô chú bao tử là không có nào đủ chứ đau bao tử là ra bao nhiêu là hết bao nhiêu à tại vì 20 công nghệ nghe với mật ong nó rất là hay nó dễ tiêu đó thì ra người ta sử dụng nhiều lắm bao tử mình vậy là mình năm nay mình trồng 20 công nghệ đó vậy đó ha 20 công nghệ mà dự án là phải từ đó là cũng phải ba coi như là 1 công 1.5 bao á dịch bệnh thì dịch bệnh chứ ta sinh là ta sinh được không sinh là sinh à dạ người ta cũng tàn tội người ta cũng đi bằng ta đi bằng xe cấp cứu rồi á vậy ha dạ ta thấy thì cái số chai này á là được một mạnh thường quân giấu tên là hỗ trợ cho nhà thuốc mình 3 triệu thì chú Mừ mượn con đi mua chai này là 2.4 triệu dạ thì bây giờ là cái số tiền của chú Mừ còn lại là 600 để con gỡ cho chú Mừ luôn đây là tiền mạnh thường quân hỗ trợ nha dạ đây là 600 con gỡ cho chú Mừ luôn rồi vậy cảm ơn luôn vì hôm nay không biết nói gì hơn nhờ những nhà mạnh thường quân để là giúp đỡ tài trợ cho ba đề cha ba cái là chai cho tiêu của bao tử đây không biết nói gì hơn chỉ cầu chúc cho những nhà mạnh thường quân gặp nhiều điều may mắn và vượt qua tất cả để cho cuộc sống mình rất tốt và lo tu hiền tinh tấn không biết nói gì hơn nữa rất biết ơn những nhà mạnh thường quân để tài trợ cho chai tôi đang vô chai thuốc này đang cho cô bác giúp cho tổ thuốc của tôi chứ phải là giúp cho ấy để làm cho cô bác tất cả mình địa phương mình ở đây bất cứ ở đâu cũng vậy cái đâu cần là mình giao cho cô bác à cần là mình cho ha dạ cần là không cần là mình cho à dạ rồi con cũng cảm ơn chú Mười nhiều lắm nha dạ. Thì bây giờ là để tiếp tục mình sẽ về nha cô chú anh chị rồi mình sẽ xuống những cái phần mà khô cá của anh Quảng Bình ở Mỹ là tiếp tục là hỗ trợ cho bà con ở Sài Gòn là 300 phần quà thì 300 phần quà của anh Quảng Bình này thì nó gồm là có khô là dưới là cá mòi dưới là gạo là 3 tấn gạo là 300 phần quà thì bây giờ mình mà cô chú anh chị cùng đi về với mình nha rồi con cảm ơn chú Mừ nhiều nha dạ rồi giữ gìn sức khỏe ngày dịch nha chú Mừ dạ sao thằng có em về chạy đậu dạ cái lò sấy của mình là đang làm luôn phải không dạ đó thì hàng ngày bữa nay là mình ở đây là nguyên ngày mình canh luôn đó hả dạ đây là thế giới cái chịu luôn đó dạ còn mà ông muốn cái chiều luôn rồi dạ rồi thôi tối lui làm ba cái xã dạ tối mà làm mấy xã ha chiều ngày luôn đó thì tối lui vậy đó dạ thì 300 phần quà này của anh Quảng Bình á thì có luôn cái xã nha cô chú anh chị có luôn là 300 phần thuốc sông là chú Mừ ở đây chú Mừ hỗ trợ thêm là 300 phần thuốc sông nữa đó thôi thì bây giờ mình về chú ơi về đang xuống các cái khô dạ về nha dạ rồi giữ gìn sức khỏe nha chú Mừ
Dạ, hiện giờ thì mình đã đến nhà rồi nha cô chú. Thì bây giờ là mình sẽ xuống là 300 phần khô này đây. Thì 150 kg thì chia ra một phần nửa ký khô. Mạnh dữ trời. Còn đạn dữ ha. Đây. Bữa nay chia khô ở trước đi. Để thôi làm cái gì. Khô rồi, có đóng bịch sẵn hết rồi. Có hả? Ừ. Đóng bịch hút chân không luôn á. Thùng 4 thùng tất cả. Ba thùng. Chồng lên luôn. Sao xuống chồng luôn. 4 thùng. Bỏ lấy cái dao cho ba con. Đeo khẩu trang cho con. Đi lấy cái dao kìa. Thì mình sẽ khui ra thử một thùng coi trước coi như thế nào nha. Khui thùng nhỏ trước. Đây là khô con cá lù đù nha. Tất nhiên là con cá không có được là nhanh nhẹn, là nó lù đù. Bà con nào tới giờ có nghe con cá lù đù này chưa? Ở miền Tây mình thì cá lù đù này không có nha. Này là thuộc cá biển. Đây. Cô đóng rất là kỹ nha. Đó, con cá lù đù là con cá như vậy nè cô chú anh chị. Đó. Nó còn rất là tươi. Đóng lại luôn. Thì khô này á, thì cô làm rất là ngon, mình cũng có ăn thử rồi. Tất cả các loại cô làm luôn, chẳng hạn như khô cá lóc hay là khô cá sạc. Khô cá lù đù này đây. Là rất là ngon. Thì một phần như vậy là một bịch như vậy cô chú anh chị. Đó. Thì mình sẽ đóng lại. Đây là tiếp tục mình sẽ là đỡ gạo về rồi cá mòi về mình kết hợp luôn. Thì đây là 300 phần của là anh Quảng Bình hỗ trợ cho bà con ở Sài Gòn. Thì cũng xin thay mặt là bà con là cảm ơn anh Quảng Bình rất là nhiều đã giúp đỡ cho bà con trong vùng tâm dịch. Thì video mình đến đây cũng xin phép được kết thúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị trong một video tiếp theo nha. Xin chào.